lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước không còn có cha, khi trời nắng mưa còn nhớ năm tháng êm đềm bên con, cha thương vô về dịu dàng dạy con vui sống mến Chúa yêu người, con nhớ đừng quên. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người
và đặc biệt là thành Tuấn sẽ mang ánh sáng thành viên trong ban Phật giáo. Có lẽ mọi người chúng ta đang đứng vây quanh linh cứu bất động của người ông Phêrô và người thân yêu của gia đình, người ông, người chồng, người bố trong gia đình. Chúng ta không khỏi bị sốc, không khỏi bùi ngùi, đau xót trước sự ra đi của ông. Với tư cách là cha xứ, cũng như ban điều hành giáo họ và những người bà con láng giềng anh em, chúng tôi đến đây để chia buồn với thánh quý trước sự mất mát này. Tuy nhiên, giữa những lúc đau buồn, mất mát, thì chúng ta lại thấy sáng lên một niềm vui, một niềm hy vọng, thấy bừng lên một sự sống xuyên qua cái chết nhờ ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của tình yêu, và mọi người chúng ta đều được sống chìm sâu trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và chắc chắn với tình yêu đó, ông Phêrô cũng sẽ được sống trong tình yêu của Chúa khi còn tại thế, thì khi nhắm mắt lìa đời cũng là để trở về sống trong tình yêu hạnh phúc muôn đời trong nhà trẻ. Vì tâm niềm tin và niềm hy vọng đó, giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức phát tang, nghi thức tưởng niệm cho ông, và cũng biết dâng những hy sinh nỗi niềm này để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm về được hạnh phúc trước đồng nhân Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bất thường mọi cõi đề, một loài ngân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nấn vui nêu người, lấy tôi bằng lời ca. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng sự chết không phải là một kết thúc, nhưng là một cửa ngõ để dẫn đưa chúng ta vào sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã hứa cho những ai tin vào Ngài. Ông Phêrô của chúng ta đây, sau một cuộc hành trình dài, đã bước theo Chúa. Hôm nay ông đã được mãn nguyện vì được thấy Chúa một cách tường tận. Nhưng với sự yếu đuối mỏng giòn của con người, chắc chắn ông Phêrô cũng không thể nào tránh khỏi những thiếu sót, những lỡ lầm khi còn sống. Vì vậy, họp nhau nơi đây trong tình nghiệp thông huynh đệ, chúng ta cùng cầu xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm mà khi còn sống ông Phêrô đã lỗi phạm đến Chúa và với mọi người, để ông sớm được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Đồng thời xin Chúa cũng nâng đỡ những người trong thân quyến để tất cả biết tiếng hát và cậy trông vào Chúa trong những lúc đau thương mất mát này. Với ý hướng đó, giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức phát tang và cầu nguyện cho ông Phêrô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đang đau buồn trước sự ra đi của người thân.
Xin cho chúng con biết đến những đau thương quấn bách thành lời kinh nguyện, những u sầu tan chê thành niềm tin yêu trong hy vọng, để được Chúa xót thương và tôn đổ hồng ân Chúa xuống trên người qua cô và tăng quyến cùng chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Theo phong tục của người Việt Nam, khi một người thân yêu nằm xuống, nỗi thương tiếc mất mát được diễn tả qua việc chịu tang, hay còn được gọi là phục tang. Vì thế chiếc khăn tang tượng trưng cho sự mất mát, buồn phiền và đau khổ. Trong tình liên đới ruột thịt, việc mang khăn tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến người quá cố, để báo hiếu, để khắc ghi những ân nghĩa ân tình. Nhưng đối với tín hữu Chúa Kitô, màu trắng khăn tang còn nhắc nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ngày chúng ta chịu phép rửa tội, mà từng người đã hứa giữ mãi màu trắng ấy tinh tuyền cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế, đồng thời cũng khơi lên niềm hy vọng và lời Chúa hứa. Trong ngày kính chung, người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chinh chóc và dẫn dắt chúng ta vào trong hoan lạc sống lại đời đời. Vì thế giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa những chiếc khăn tang này, để khi chịu tang ông Phêrô, chúng ta kèm thêm lòng tin cậy Chúa, biết cầu nguyện cho người quá cố và nâng đỡ lẫn nhau trong đức bác ái kỳ tô giáo. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng tạo hóa, sẽ đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thánh hóa chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyên khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn. Nhờ đó họ dâng những đau thương làm thành lời kinh nguyện chân thành lên Chúa tôn nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tôn đồ muôn hồng ân xuống cho tang quyên chúng con. Xin cho những người thân trong tang quyên mà tang phục này biết hiệp thông với người qua cô và cũng biết yêu thương đùm bọc để tha thứ cho nhau như Cha đã luôn tha thứ cho chúng con. Lời Cha, tang phục màu trắng này còn là màu tang che đau thương và ly biệt. Xin Cha cho chúng con biết luôn hiệp thông với Đức Kitô trong màu nhiệm vượt qua, để luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận Cha là lẽ sống, là gia nghiệp của chúng con, và biết luôn sẵn sàng tinh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô đến, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Hiện tại gia đình nhận tang. Sinh, chúng ta tin rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc ra đi để trở về với Thiên Chúa, bởi Đức Kitô đã hứa
ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và hễ ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Chính vì lẽ đó mà chúng ta quây quần nơi đây để cử hành nghi thức tẩm liệm thi hài người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa cho thân xác thư nát này của ông Phêrô được an bình ra đi và yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa, cùng đời ngày sum họp với các thánh trên thiên đàng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu và là đấng hằng đấng đã oai an, nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến thân xác hay hư nát của ông Phêrô mà chúng con sẽ tâm liền đây. Vậy lạy Chúa, xin thanh hóa và thương đón nhận linh hồn Phêrô là người thân mà trong cuộc sống trần gian đã tin cậy và phó thác cuộc đời vào lời hứa cứu độ của Chúa. Xin cho người tin hữu chúng con đây khi đã cùng chết với Chúa Kitô được cùng sống lại như người người hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau đó Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, qua đoạn tin mừng Thánh Luca thuật lại cho chúng ta, có một người bà quá nọ có một đứa con trai duy nhất. Hoàn cảnh bà quá này rất tội nghiệp. Cảnh bà quá con tôi, bà đã mất đi người chồng, còn có đứa con trai duy nhất là niềm yên ổn, là niềm vui, là lẽ sống của bà. Nó cũng là ý nghĩa của cuộc đời bạn. Thế nhưng đến nay nó cũng đã chết. Người con trai của bà quá này đã chết, đồng nghĩa với lòng bà cũng đã chết. Bà con trai bà chết về thể xác, nhưng bà lại chết về tâm hồn. Bà đã buồn và khóc. Đứa con trai chết dường như mất đi niềm vui, mất đi ý nghĩa cuộc đời, và như thế và không còn lý do để sống. Trước hoàn cảnh như thế, Jesus đã thấy và đã cảm thông với nỗi đau, nỗi mất mát của bạn, và Chúa đã đến để bà Chúa yên ngồi bà. Khi Chúa nói: "Bà kia, bà đừng khóc nữa." Chỉ có Chúa mới biết việc Chúa sắp làm, và chỉ có Chúa mới lau khô giọt nước mắt của bà, và chỉ có Chúa mới làm cho bà có ý nghĩa để sống. Khi Chúa đụng vào quan tài và Chúa dùng lời quyền năng mà truyền cho đứa con trai của bà,
được sống lại. Hỡi trẻ thanh niên, ta chỉ cho con hãy trỗi dậy. Lập tức người chết đã sống lại và trao Chúa trao cho bà mẹ. Vẫn như vậy, đúng như lời Chúa thực hiện, bà đừng khóc nữa. Và Chúa đã có khả năng làm cho bà hết khóc khi Chúa phục sinh đứa con trai duy nhất của bà để cho nó sống lại, cũng là làm cho tâm hồn của bà được sống lại. Chúa đem lại cho bà niềm vui, đem lại cho bà niềm an ủi và trả lại cho bà ý nghĩa cuộc đời để bà sống. Có lẽ giờ phút này mọi người thân của ông Phêrô cũng đang đau buồn, cũng đang khóc, bởi vì tất cả chỉ có một người cha duy nhất, mà người cha là chỗ dựa tinh thần cho các con, là cây bao, là cây cao bóng cả của gia đình. Thế nhưng hôm nay người cha đấy đã nằm xuống, để lại sự trống vắng, để lại sự thương tiếc mất mát nơi tâm hồn của mỗi người. Và chúng ta tin chắc rằng nếu như xưa kia Jesus đã nói với bà quả kia, bà đừng khóc nữa, thì giờ đây Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta đừng khóc nữa. Và chắc chắn cái lý do để chúng ta đừng khóc nữa, bởi vì ông Phêrô của chúng ta nằm xuống nhưng chắc chắn sẽ được phục sinh. Chúa sẽ đụng chạm vào thân xác cũng như tâm hồn của ông bằng tình yêu của Chúa để cho ông được trỗi dậy. Và ông được trỗi dậy để hưởng hạnh phúc trước tôn nhan Chúa. Đó là niềm vui, niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Và chắc chắn khi ở trước tôn nhan Chúa, ông cũng sẽ phù hộ cho từng người vợ, từng người con, người cháu trong gia đình. Và cả cuộc đời của ông đã trung thành bước đi theo Chúa. Ông đã sống mầu nhiệm Chúa ban ơn, đó là mầu nhiệm của tình yêu. Bằng cả cuộc đời của ông đã sống phục vụ, hy sinh tận tụy để lo cho gia đình của ông, lo cho vợ, lo cho những người con, để mỗi người được khôn lớn thành thân và thành nhân. Ông đã cho đi tất cả trái tim của mình, để rồi trái tim đấy cạn kiệt dần, và trái tim đó nay đã được ngủ yên trong Chúa. Bởi bệnh tim của ông đã cho đi tình yêu của mình, cho đi trái tim của mình, để rồi điều đấy chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa. Bởi vì Chúa luôn mời gọi các con hãy yêu như Thầy đã yêu. Phải chăng cả cuộc đời của ông đã yêu như thế? Chúng ta tin chắc tất cả những cái hành vi, những thái độ của ông, những việc làm của ông đẹp lòng Chúa, và được Chúa thương, chúc phúc và đón nhận ông như của lễ toàn thiêu, của lễ hy sinh, để cùng hợp tác với Chúa đem lại ơn cứu độ cho chính ông, cũng như đè kéo ơn Chúa xuống cho gia đình. Tuy nhiên, loài người thân phận yếu đuối chắc chắn không sao ông tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót cách này cách khác. Vì vậy chúng ta hãy dâng nhiều hy sinh để cầu nguyện cho ông, để ông sớm về hưởng thánh nhan Chúa. Đồng thời cũng xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho những người đang còn sống, được ơn yên đổi, được sức mạnh để vượt qua thử thách đau thương bất mát này. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa tâm tình và ước nguyện của chúng ta để cầu nguyện cho linh hồn của ông Phêrô mà hôm nay chúng ta cử hành nghi thức tẩm liệm. Xin cho linh hồn Phêrô được ơn cứu độ và được hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho thân xác yêu hèn của người thân yêu chúng ta là ngôi nhà tạm ở dưới đất, khi bị sự chết phá hủy thì lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên.
đó là ngôi nhà vinh cửu trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho gia đình thăng quyến hôm nay đang đau buồn trước cảnh chia ly được vâng tin vào Chúa là đấng cứu độ hằng hết lòng yêu thương mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ghé mắt nhân từ và xót thương đến tất cả chúng ta là những kẻ hàng vâng tin và phụng sự Chúa sau khi đã hoàn tất ơn gọi trước cuộc đời cũng như được Chúa thương đón nhận vào vinh phúc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị hư nát, thì chúng con lại có một nơi ở mới do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vinh cửu ở trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Chúa là che toàn năng hàng hiệu, khi tan thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thanh hoa mọi sự cánh lá lùng hơn. Cúi xin Chúa, chúc lành và thanh hoa chia quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yêu hèn của người thân chúng con yên nghỉ để chờ ngày được phục sinh vinh hiển trong quyền năng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã gọi cụ ông Phêrô ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho người con Chúa đây ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nhà Chúa. Chúc mừng vinh phô với các người Chúa chọn, chờ ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mọi người nhập quan. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời. Và Chúa ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Kính thưa cha thánh sứ, kính thưa ban điều hành giáo họ,
đàn gia chúng con vô cùng hạnh phúc khi được cha trách xứ để dành những thời gian quý báu của ngài đến chia sẻ và an ủi trước sự mất mát lớn lao của đàn gia chúng con. Đàn gia chúng con không biết nói gì để đáp công ơn to lớn của cha trách xứ cùng quý vị, và đặc biệt nhất là cha đã dành những lời kinh nguyện dâng lên xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô căn cơ của chúng con. Thân gia chúng con một lần nữa xin chân thành được cúi đầu cảm tạ và tri ân cha thánh xứ cùng tất cả quý vị. Cha ơi, con nghẹn lời Chúa, con gọi cha yêu thương, cha bỏ con rồi, từ nay đời con sẽ mồ côi. Khấn xin Chúa Trời cho cha được yên phúc muôn đời. Chia vui thân con rõ rời, con nghẹn lời bối rối, thương nước mắt rơi núi thái rơi cao vời, đâu rồi cha ơi, cha ơi, con gọi cháy môi tìm đâu nụ cười, cha rơi tay mơ rồi, ôi chiếc lá trôi xa vời, đời con đơn côi. Chưa đã đi mất rồi, về con xa vời. Cha ơi, cha hỡi, cha bỏ con rồi, đời con mồ côi. Cha ơi, cha hỡi, anh thay dương ta rồi, đời con lẻ loi.
giây phút chia phôi, thân con rã rời, con nghẹn lời bối rối. Thương nước mắt rơi, núi thái rơi cao vời, đâu rồi cha ơi? Cha ơi, con gọi cháy phôi, tìm đâu nụ cười, cha rơi tay má rồi. Ôi chiếc lá rơi, mây trôi xa vời, đời con đơn côi. Cha đã đi mất rồi, về cõi xa vời. Cha ơi, cha hỡi, cha bỏ con rồi, đời con mồ côi. Cha ơi, cha hỡi, anh thay dương ta rồi, đời con lẻ loi. Cha ơi, cha hỡi, cha đã đi rồi, đời con chơi vơi. Cha ơi, cha sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết ra cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con.
đã quá xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Chúa, chúng cháu là những người bạn của Tuấn, và cũng là cháu rất thân quen với gia đình, đã từng đến đây gặp gỡ bác và lắng nghe và nói chuyện với bác cha. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Ngài người thương thâm thiết hồn con, ban xuống cho con lòng ân tràn chứa, châu rồi cho ta ơn ngồi thánh đường. Về của Chúa. Ở đây chúng tôi ban hành giáo xin
kính mời gia đình cùng nhiệt ý tôi để nhân lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện. Xin Chúa tha cho nạn lòng của thương xót này và sớm đưa ông cùng Phêrô về với Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa ham có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa. Và quý vị là thành viên trong ban hành giáo của giáo xứ, trong tình yêu thương, giờ đây quý vị đã đến với tăng quyến chúng tôi với một tâm tình cảm thông và đầy lòng nhân ái. Quý vị đã đến để chia sẻ và dâng lời cầu nguyện: này xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi phạm mà linh hồn ông Phêrô là người thân của tăng quyến chúng tôi khi còn sống đã mắc phạm. Đến Thiên Chúa, trong tâm tình của những người con trong giáo xứ, quý vị là những người đại diện cùng với cha xứ điều dắt và hướng dẫn cộng đoàn Thiên Chúa sống làm sao để khi Chúa gọi linh hồn người thân của và bản thân mình về với Ngài, chúng ta mạnh dạn và trình diện với Ngài. Bên cạnh đó, tất cả người dân trong dân xứ có được những niềm hạnh phúc, được phần rỗi, một phần lớn cũng nhờ công lao của cha xứ và sự hy sinh của quý vị trong ban hành giáo. Và trong tâm tình huynh đệ trong ban hành giáo cùng động tác với nhau, quý vị đã đến đây chia sẻ và chia buồn cùng tâm với chúng tôi. Tâm với chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp. Chúng tôi biết nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hồng cho quý vị và gia đình đời này và đời sau. Tâm quyết chúng tôi xin được đồng bài tạ và tiên. Xin mời quý vị đứng lại dùng đất. Thánh Thần. Amen. Cầu xin
Kính thưa quý chức,
quý vị trùng linh, quý cộng tác viên, kính thưa quý vị ông bà nội ngoại, quý anh nhân, quý thân nhân, quý thông gia, quý bạn bè thân hữu cùng quý cộng đoàn dân xứ. Trong niềm tin sắp tiến vào cuộc lãnh đạo của Chúa Kitô ngài đã phục sinh, chúng ta tin rằng cụ ông Phêrô dù sống hay chết tin còn ngày mai. Kính thưa quý vị, cụ ông Phêrô với 74 năm sống ở cuộc đời, sống ở trần gian này là người con của Thiên Chúa. Với căn bệnh hiểm nghèo, nay Chúa đã gọi ông về trình diện với Chúa. Thưa quý vị, cụ ông Phêrô là cha, là chồng và là ông, là cây cao bám cả, là điểm tựa cao quý nhất của tăng quyến chúng tôi. Chắc hẳn rằng sự ra đi của ông, tăng quyến chúng tôi không tránh khỏi những mất mát đau thương và nỗi buồn luôn luôn phải gánh chịu. Những mất mát này, những đau thương này giờ đây đã được quý vị bớt chút thì giờ nói lên sự hiện diện của quý vị là một nguồn an ủi lớn lao cho tăng quyến chúng tôi, và nhất là lời cầu nguyện của quý vị đã thể hiện với chuỗi mân côi dâng lên mẹ Maria. Chắc rằng với Thiên Chúa luôn giàu lòng xót thương, sớm sẽ tha thứ cho linh hồn của ông Phêrô về nước hàng sống. Những nghĩa cử cao đẹp của quý vị, tăng quyến chúng tôi không biết nói gì và luôn luôn mãi mãi nguyện khắc ghi tâm, và chỉ biết nói lên bao hồng ân Thiên Chúa xuống cho quý vị hồn an sắc mạnh đời này và đời sau. Một lần nữa thay mặt tăng quyến thầm cảm tạ quý vị. Trong lúc bối rối, tăng quyến chúng tôi có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niềm tình thứ tha. Và một lần nữa xin mời quý vị lắng lại dùng miếng nước uống thuốc. Ban trị sự và gia trưởng xin mời anh em ban trị sự cũng như anh em trong khóa Simon và chúng ta tập trung vào trong nhà để cùng các bạn và chúng tôi. Chúa và xin tham gia cùng hiệp nhất với chúng tôi sẽ được
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Này trai tim ở thánh đơn Chúa Giêsu, con nhờ trai tim ở sạch Đức và Maria và dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền bù tội lỗi con mà cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình thê lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện thánh linh theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy trái tim Chúa Giêsu là vua cai trị mọi loài. Xin trái tim Chúa là vua cai trị lòng con suốt đời. Kính thưa anh chủ tới gia trưởng, thưa quý anh con trong ban chỉ sử giới, thưa quý anh chàng toán Simon toán nhà, thưa quý vị hai bạn tôi gia đình, xin chân thành cảm ơn và đồng bày tạ quý vị. Dâng lên Cha nén hương trên bàn.
truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Cha ơi, Cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi, nơi Thiên Chúa Cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên Cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin Cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người, để cầu xin Cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người, để cầu xin Cha thương truyền ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Lạy mẹ Maria, trong ngày thứ bảy, mẹ đã đưa linh hồn Phêrô ra khỏi đời này. Chúng con khẩn nài mẹ cũng đưa linh hồn Phêrô ra trước tòa Chúa, và xin mẹ cầu bầu cho linh hồn Phêrô được cùng với mẹ ca khen tình yêu Chúa, và cho tan biến cho chúng con đang còn ở lại trong cuộc sống biết vân theo thánh ý Chúa như mẹ. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyến noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dân tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Kính thưa Cha Hồng Quân, kính thưa các bạn tấn vi, các quý chúng con rất chân thành cảm ơn Cha và các bạn tấn vi đã dành những thời gian quý báu đến thăm gia chúng con để dâng những lời kinh tiếng hát của Thiên Chúa cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và xin Thiên Chúa chứng tha những thiếu sót của linh hồn Phêrô. Trong tâm tình đó, gia đình các kiến chúng con đến đây thì để trả công cho cha như các anh chị và thân đi. Chúng con thì biết cúi đầu nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria trả công quần hầu cho cha cùng tất cả các anh chị và mẹ và mẹ cha. Một lần nữa thay mặt cho con muốn con chân thành tạ ơn.
lớn trong lúc này đây, em không biết gì. Em ăn vui và em lời em ăn vui cùng với hồn biết là người sau khi ở đây chắc hẳn rằng những lời hát của những giới lao này chỉ bớt đi những nỗi buồn, và nhất là quý chị đã thêm lên cái mắt lời nguyện bình dương cho Linh và Thái Đô tháng 10 tiếp tục ở đáng nhau lúc có thể một lần này là người thay mặt tăng quý tha mình cho giáo dục thành công trong thái tạo thái dục. Oh!
giới hiền mẫu, thưa các chị trong ban trị sự giới, ông Pedro được Chúa gọi về là một sự mất mát đau thương cho gia đình và tăng, cho gia đình và tăng quyến, mất đi một người bố, một người ông, một người thân thương cho tăng quyến. Hôm nay đây quý vị đã quy tụ về đây để chia sẻ an ủi, đồng viên, đồng thời cũng dâng vinh lên Chúa lời kinh tiếng hát. Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương tha thứ cho ông Pedro để ông Pedro sớm về bên Chúa. Những cử chỉ yêu thương của quý vị sẽ làm vơi đi cho gia đình và tăng quyến chúng tôi. Chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp cho cơn sớm, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Nữ Monica đổ tràn đầy hồng ân xuống trên quý vị để quý vị có một sức làm tâm đồ so sánh danh Chúa và cứu các linh hồn. Thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn quý chị, gia đình chúng tôi đồng bái lạy. Con sống xa quê nhà vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha, như tuổi thơ con được cha ôm ấp dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha, con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con nâng chiêu thắp dầu. Để hồn con nâng chiêu thắp dầu. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Xin một lần đền đáp tình cha. Xuân thu hạ cánh nghèo nàn dây dứt lòng cha, mong
đàn con trâu bầy mau khôn lên, được ấm êm trong cảnh thái bình. Theo tháng năm con lớn khôn nên người, vẫn một lòng mong đáp tình cha. Bụi tình cha vững vàng như núi thay, tình nghĩa cha con nào đáng đền. Hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con nặng chiêu thấp sầu. Cha ơi cha sao cha bỏ con, con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Cha ơi cha sao cha bỏ con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, lần được đền đáp tình cha. Cha đã nói rằng con ơi sống cho thật lòng, đừng mưu mô tính toán, đừng thù oán anh em. Ngày xưa cha đã nói hãy bao dung thứ tha cho người, để khi xuôi tay nhắm mắt sẽ thấy lòng thành thơi. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng, dù vật đổi sao rời con nguyện mãi mang theo. Lời cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của cha. Từ khi cha xa khuất, lòng con luôn nhớ cha từng ngày, vì con đây có lỗi đã lừa dối anh em. Từng đêm con thao thức cầu mong cha ở trên thiên đường, rằng cha ơi tha thứ những lỗi lầm của con. Lời cha dạy ngày xưa mãi ghi sâu trong lòng,
lòng. Dù vật đổi sao rời, con nguyện mãi mang theo lời Cha dạy ngày xưa khắc lên ngôi bia mộ, để đời sau mãi nhớ những lời dạy của Cha. Các em rất thân mến, chúng cháu được tin cậu Pedro đã được giang và người thân về cùng Chúa và để lại cho mẹ và các em bao nhiêu kiến thức. Chúng cháu hôm nay được ở đây để chia sẻ giáo công tác của mẹ, đồng thời chúng ta cũng tin tưởng vào Thiên Chúa phục sinh nên cậu Pedro hy vọng sau này sẽ phục sinh lên biển cùng Chúa. Chúng cháu tới đây để dâng lên Chúa lời tuyên nguyện cầu xin Thiên Chúa ban cho cậu Pedro mau cửa nhan Thánh Chúa và chia sẻ với gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ta đói nghe lời con thiết tha, tình đường mến ấp u con ngày đêm, nhận thân xác hồn chẳng tha. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời Cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình Cha. Lời Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi Cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình Cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình Cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay Cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, Cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời Cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình Cha. Lời Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi Cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình Cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình Cha.
Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào. Anh Giang cũng đã về, nhưng mà vì công việc của bố anh không thể gặp được anh. Đây là cũng là một trong những điều rất là tiếc, mà nghe tin ba em đã về với Chúa, các anh đã không quản ngại đường xa đã đến đây chia sẻ những mất mát của gia đình em, và cũng đã dâng lời tiếng kính hát để cầu nguyện cho linh hồn thơ râu và gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn những người, những người ba đẹp của các anh các chị đã đến đây. Lặng lẽ âm thầm tình cha yêu dấu muôn đời vẫn lặng trầm, nồng ấm sâu đậm tận trong trái tim yêu say đắm, góp hết rừng lá thu rơi,
nào bằng tình cha nghĩa đầy ắp khôn vơi. Ôi những công ơn người dưỡng nuôi từ lâu khắc ghi trong lòng thôi. Hình bóng cha già bạc sương mái tóc đan vào cuối tháng ngày, một dáng hao gầy hằn sâu những phong ba nắng cháy, gánh vác sầu khổ trên vai, nhọc nhằn khuya sớm ước vọng đến tương lai, muốn con nên người ở giữa cuộc đời hạnh phúc nở tươi. Tình nồng cha đã trao vào yêu thương ngút cao bao tầng, cao vượt núi Thái Sơn, chất ngất công ơn biên trời. Nào con dám quên tình cha đã mang hy sinh suốt đời. Thảo kính cha hiền, thầm mong xứng đáng với đạo hiếu gia đình, vì nghĩa sinh thành. Biển sâu núi cao đâu khôn xanh, biết lấy gì đáp ơn cha. Dặm chân bao la rất dịu bước con qua, gió mưa không ngại, người vẫn miệt mài chẳng lo ngày mai. Như vậy cha và con và thánh thần. Amen. Cha con ở trên trời, con nguyện tên cha cả sang nước cha, chỉ lên đi cha đây em dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria được ơn cô đơn Chúa trở cùng mà bà con quốc bạn hồi nơi nữ và Giê-xu mong lòng bà Đức Phụ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria Mẹ Cô Đơn Chúa Trời cùng bà là có phúc lành, hoan nghênh nữ và Giêsu con là quả được phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria Mẹ Cô Đơn Chúa Trời cùng bà là có phúc lành, hoan nghênh nữ và Giêsu con là quả được phúc lành. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời.
bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lời Chúa trong sách Tiên tri Isaia: Ngày ấy, trên núi này Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài ra khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy, vào ngày ấy, người ta sẽ nói: Đây Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chúa chúng ta trong đời. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã phó linh hồn trong tay Chúa Cha. Giờ đây chúng con cùng xin phó dâng linh hồn người thân yêu của chúng con là ông Phêrô cho Chúa. Xin Chúa lấy tình thương mà ấp ủ ông Phêrô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian. Chúa đã mở mắt cho người mù được thay. Xin Chúa ông Phêrô đã qua đời được vui hưởng ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhìn con Chúa ơi, vì Chúa đã chôn con tựa nương tháng năm trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa ban dung bền vững muôn đời. Kính thưa quý vị chủ linh, cùng kính thưa quý cộng đoàn thân bằng kỹ thuật nội ngoại, tăng quyến chúng tôi rất chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tăng gia chúng tôi để chia sẻ. Tăng gia chúng tôi cảm nhận được sự an ủi rất lớn lao của quý vị đang nhìn nhận nơi đây. Qua những lời kinh tiếng hát dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa tha thứ cho linh hồn ông Phêrô của chúng tôi đây. Chúng tôi tin chắc rằng những lời kinh nguyện của quý vị với lòng Thiên Chúa thương xót, chúng tôi hy vọng rằng linh hồn ông Phêrô của chúng tôi đây ra đi rất hạnh phúc và bình an trong lòng Chúa thương xót. Qua những cử chỉ cao quý của quý vị tăng quyến, chúng tôi không biết nói gì để đền đáp cho xứng đáng. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria trả công bồi đầu cho quý vị ngày này và ngày sau. Một lần nữa thay mặt cho tăng quyến, chúng tôi xin lòng bác giả đến tất cả quý vị và kính mong quý vị lưu lại dùng nước cùng tăng quyến chúng tôi. Thiên Chúa đã mời gọi Chúa để trở về với Chúa, để lại cho gia đình những đau thương mất mát, sự nhớ nhung không thể nào không yên được. Giờ đây tất cả anh em, các cháu đến đây để cảm ơn Chúa, cũng như chia sẻ những nỗi đau thương với gia đình và cùng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện. Xin Chúa tha thứ cho mỗi lần cho lúc sinh thời Chúa đã vô tình thất bại trong Thiên Chúa. Giờ đây xin Thiên Chúa tha thứ và sớm đưa đạo Chúa lên cõi bình an. Xin Chúa xin tất cả mọi người chúng ta Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Từ chốn lên đền khu tối vọng tiếng bao linh hồn khao khát niềm thành tin dâng nghe nhân ai nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái tiếng ca vạn này từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đứng
bên ba lời kinh dâng Chúa Trời, nguyện cầu cho ba bình yên nơi trời mới. Ba đi một mình sang thế giới linh thiêng, ba đi một mình đàn con nhớ thương lạy Chúa xin đón nhận và thứ lỗi cho con, lạy Chúa xin đón nhận nguyện Chúa xót thương con, lạy Chúa xin đón nhận người con yêu thánh tín, lạy Chúa xin đón nhận về trời hưởng bình yên. Sự ra đi của cụ ông Phêrô chắc chắn không là sự bất ngờ, là vì ông nó có thời gian dài trong vận, nhưng sự ra đi của cụ ông nó sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng. Tại bởi vì hôm trước lúc khoảng 5 giờ chiều thì ông đã được rước mình cứu Chúa. Đây chính là quán đàn là hành trang của ông chuẩn bị về đến Chúa, và quả thật sự ra đi của ông nếu thật là con người là cái sự đau buồn đó, nhưng trong cái niềm tin và tin chắc rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng và kỹ lưỡng cho giờ ra đi của mình. Vì thế là đây xin được cùng với ban quý cũng như là các anh tự Seraphim cũng như các em trong giờ ra đi để chia buồn với ban quý của Peru và các quý đối với anh Tuấn đây, và một người anh tự Seraphim cũng là một thành viên sáng của đội thứ đang chia buồn. Bởi vì trong cái nhìn con người thì cái sự mất đi của người dân là cái chỗ dựa, người ta nói là khi thái sơn nhà bóng cuối trời rồi thì con cháu chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu thốn. Bởi vì người cha tuy không có làm gì thì có ở trên rừng bệnh thôi, nhưng ít nhất có sự hiện diện của người cha đó là cái chỗ dựa cho con cháu đi về với cha mình ở đó thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng bây giờ chỗ dựa ấy không còn nữa, cho nên về các con người mà thấy có sự đau buồn, nhưng chúng ta là vì con của Chúa, chúng ta lấy đức tin mà an ủi lẫn nhau, biến những cái đau thương, những cái buồn phiền đó thành những cái lời kinh nguyện, những hy sinh để cầu nguyện cho cụ ông Phêrô của chúng ta. Và chắc chắn rằng khi cụ ông Phêrô về với Chúa rồi, cụ sẽ không quên những người con cháu, tất cả những người còn ở lại đây. Để rồi cụ cũng cầu nguyện cho cả chúng ta, chúng ta cố gắng sống thật tốt cuộc đời này để sau này chúng ta được tái ngộ cùng với cụ ông Phêrô trên núi trời. Và đây xin nguyện ý gia đình, nguyện ý với gia đình Seraphim chúng con, dâng lời cầu nguyện cho linh mục cụ ông Phêrô. Xin Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính thưa Cha Như Xe, kính thưa các anh chị và các cháu trong gia đình Seraphim, kính thưa Cha và quý vị, trong tâm tình yêu thương kính biết Chúa và cầu xin cho các linh hồn được rồi, Cha và quý vị đã dành những thời gian quý báu đến với gia đình thân quyến chúng con để dâng những lời kinh nguyện, chia sẻ an ủi. Kính thưa Cha và các anh chị và các cháu Seraphim, ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời. Cha và các anh chị và các cháu đã đem đến cho gia đình chúng con những nguồn động viên và những lời an ủi để giúp gia đình chúng con vượt qua những cơn đau thương này. Trong tâm tình đó, chúng con không biết lấy gì để từ đây tôn ơn của Cha và các anh chị và các cháu. Chúng con chỉ biết cúi đầu để xin Thiên Chúa trở tâm mỗi lòng cho Cha, các anh chị và các cháu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Cha. Đây lời kinh yêu thương chất ngất trong niềm tin, rộn ràng trong hương nến. Bao lời kính dâng Cha khi là bao yêu thương, khi là bao đắng cay, trọn đời vẫn dâng lên Ngài. Như trầm hương bay lên ngút ngàn nơi cao xanh, bát ngát dâng triền miên dạt dào trong hương mới. Cho lời kính con đây cũng tựa như hương thơm, ngút ngàn dâng tiến Cha đậm đà khói hương ân tình. Đây kinh dâng lên Ngài, lời kinh mang yêu thương. Đây kinh dâng lên Ngài là câu ca cảm mến. Đây kinh dâng lên Ngài niềm tin yêu mênh mông. Đây kinh dâng lên Ngài tạ tình Chúa. Chia buồn cũng hay bạn cần lời tăng tiến, và cũng anh em có đạo cũng xin được cầu nguyện ở bên linh hồn Pedro sớm được gặp nhau chú. Kính thưa Tăng Quyến, được tin ông Pedro lại ăn mưa lộ Tăng Quyến chưa đã gọi về, chắc chắn rằng Tăng Quyến mất mát khi đang thế này, và nhất là ngày hôm nay. Thuyền diện là một tình liên kết thông gia. Hôm nay hai mặt ông Bảo Vinh, con cháu ông Bảo Vinh đến đây cùng chia buồn với Tăng Quyến và cộng mặt sang để nói lên những lời an ủi lại những mất mát đau thương này. Và giờ đây thì biết nguyện xin Thiên Chúa nên xin Thiên Chúa thứ tha những lỗi lầm cho ông, và sau nữa xin Tăng Quyến cùng nhân dân lời cầu nguyện Pedro. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương đầu hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Amen. Con nguyện mình của tôi vang tiếng bao linh hồn công an, nguyện thành kính dâng mẹ nhận ơi, nguyện mẹ thương mẹ đoàn con cái tiết tha bạn này. Từ sau tiếng công an còn thầm ngân coi tâm ngâm u mày đớn đau, mẹ mẹ ơi hãy đoái thương làm từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Cha và Con và Thánh Thần,
con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng mồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đã ngồi thánh đường từ vầng sâu tôi. Con cầu xin Chúa Chúa sông sâu biển rộng mênh mông, lúc bé thơ dại khờ nào biết chi đâu, chỉ đòi ấm bồng chẳng rời xa cha. Nay trưởng thành nhìn bao công lao cha đã lo cho con, quá lớn lao vời bao cực khổ cha mang, trọn đời để con thành người xứng đáng. Rồi ngày con khôn lớn đã thành nhân như người mong chờ, để đền đáp công ơn lớn lao bao la. Với cả một đời cha đã sống cho con nào dám quên tình cha bao la. Trọn đời con xin hứa sẽ sống theo lời cha dạy, những mơ ước cha đã muốn để lại cho con. Ngày nào con nguyện lòng là sao sông để xứng với công ơn cha đã sống trọn một đời, lòng ước mong sao con là đứa con hiền ngoan thảo hiếu. Trong cuộc sống hàng ngày, nói về cha, con thường thấy khó hơn là nhắc đến mẹ. Vì mẹ dịu mềm, khả ái, như hoa, như lá, cha nghiêm nghị, khô khan. Vậy mà căn nhà nào thiếu cây cột ấy sẽ bị siêu vẹo, ngã nghiêng. Con biết điều cha mong muốn nhất nơi con là không ngừng
hoàn thiện nhân cách, con sẽ ghi lòng tác giả lời sách khôn ngoan dạy: sống để có triều thiên cha mẹ, ông bà là những con lành cháu thánh của mình. Rồi ngày con khôn lớn đã thành nhân như người mong chờ, thì người đã kiệt sức thân hình đau còn như xưa. Con làm gì để đền đáp công ơn lớn lao bao la với cả một đời cha đã sống cho con? Con nào dám quên tình cha bao la? Trọn đời con xin hứa sẽ sống theo lời cha dạy, hoàn thành những mơ ước cha đã muốn để lại cho con. Ngày nào con nguyện lòng là sao sống để xứng với công ơn cha đã sống tròn một đời, lòng được mong sao con là đứa con hiền ngoan thao hiếu, là đứa con mà cha ước muốn. Lạy Chúa, từ khi Chúa gọi ông Phêrô về nước này, con được hiểu không? Chúng tôi đồng bản hiểu trong giáo lý quản quân cũng như hiện giáo lý viên đến chia buồn cùng đáng quyến và xin cầm lời cầu nguyện xin Chúa sự thứ tha và ban thưởng cho trời cho ơn thề ơn. Đến cha và con và thánh thần anh. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng khoan nhiệt đôi nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa nhiều tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Kính thưa các anh chị cựu thiếu nhi, kính thưa các anh chị giáo lý viên sứ nhà, thưa quý vị, ông Phêrô đã được Chúa gọi về là một sự mất mát đau thương cho gia đình và tăng quyến. Hôm nay đây, quý vị lại đi xin quy tụ với căn nhà thân thương này để chia sẻ an ủi, đồng thời cũng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện. Xin Chúa giàu lòng xót thương tha thứ cho ông Phêrô để ông Phêrô sớm về đến Chúa. Những cử chỉ yêu thương quảng đại của quý vị làm vơi đi cho gia đình và tăng quyến chúng tôi được bớt đi những cảnh tan tác này. Gia đình chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp cho ân sứ, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa và mẹ này trả công cho quý vị đời này và đời sau. Thay mặt cho gia đình và tăng quyến, xin tri ân và đồng bái tạ quý vị. Ở quý vị được đón.